Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức trao 55 huy chương chiến sĩ vẻ vang của Chủ tịch nước cho các sĩ quan, quân nhân, công dân viên quốc phòng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong số 55 huy chương được trao đợt này, có 19 huy chương hạng nhất, 29 huy chương hạng nhì và 7 huy chương hạng ba. Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất dành cho các sĩ quan, quân nhân, công nhân viên có thời gian công tác từ 20 năm trở lên, hạng nhì từ 15 năm trở lên, hạng ba từ 10 năm trở lên. Đây là dịp Đảng, Nhà nước ghi nhận sâu sắc quá trình phấn đấu cống hiến của các quân nhân, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng,